Xin chào các bạn, nhân dịp kênh Art 21 đến thăm thành phố New York. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn những hình ảnh của Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại, Museum of Modern Art, hay gọi tắt là MoMA. MoMA là một trong những bảo tàng nổi tiếng nhất trên thế giới, nằm tại thành phố New York, Hoa Kỳ. Với bề dày lịch sử và tầm quan trọng của nó trong việc giới thiệu và giữ gìn nghệ thuật đương đại, MoMA là điểm đến không thể bỏ qua đối với những ai yêu thích nghệ thuật. MoMA được thành lập vào năm 1929 bởi ba người phụ nữ, Abby Aldrich Rockefeller, Mary Queen Sullivan và Lily P. Bliss. Tầm quan trọng của bảo tàng đã được thể hiện ngay từ những ngày đầu tiên khi MoMA trở thành nơi đầu tiên tại Hoa Kỳ giới thiệu các tác phẩm nghệ thuật đương đại và là nơi giúp đưa nghệ thuật đương đại trở thành một phong trào toàn cầu. Với một bề dày lịch sử lâu đời, MoMA đã trở thành một trong những bảo tàng nghệ thuật đương đại quan trọng nhất thế giới. Nơi đây sở hữu một bộ sưu tập đồ sộ với hơn 200.000 tác phẩm nghệ thuật, bao gồm các tác phẩm của các nghệ sĩ nổi tiếng như Vincent Van Gogh, Pablo Picasso, Salvador Dali, Henri Matisse, Jackson Pollock, Andy Warhol và nhiều nghệ sĩ khác. MoMA được chia thành nhiều khu vực triển lãm khác nhau, bao gồm các tầng trưng bày các bộ sưu tập nghệ thuật đương đại, các triển lãm tạm thời và các sự kiện, chương trình nghệ thuật, các phim tài liệu, các buổi diễn thuyết và các hoạt động văn hóa khác. Ngoài ra, MoMA còn có một thư viện đồ sộ với hàng nghìn tài liệu, sách báo và phim tài liệu về nghệ thuật đương đại, là một tài nguyên quý giá cho các nhà nghiên cứu và độc giả quan tâm đến nghệ thuật. MoMA cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giáo dục và truyền cảm hứng cho các thế hệ nghệ sĩ trẻ. Bảo tàng tổ chức các chương trình đào tạo, các lớp học và các chương trình giáo dục khác nhằm khuyến khích sự sáng tạo và phát triển tài năng nghệ thuật của các học viên, đồng thời cũng giúp đưa nghệ thuật đương đại đến với một đối tượng khán giả rộng hơn. Nếu bạn là người yêu nghệ thuật và đang có kế hoạch tới New York thì MoMA là một điểm đến không thể bỏ qua. Bảo tàng có vị trí đắc địa tại trung tâm Manhattan, gần với nhiều điểm du lịch khác của thành phố, giúp du khách dễ dàng tham quan và khám phá nghệ thuật đương đại. Sau đây là những hình ảnh của các tác phẩm nổi tiếng nhất nằm trong bộ sưu tập chính của bảo tàng MoMA. Trước hết phải kể đến tác phẩm Starry Night của danh họa người Hà Lan Vincent Van Gogh. Bức tranh này được hoàn thành vào năm 1889 và miêu tả cảnh đêm tại một thị trấn nhỏ ở miền nam nước Pháp. Trong bức tranh, Vincent Van Gogh sử dụng các đường cong uốn lượn và sử dụng màu sắc táo bạo để tạo ra một bầu trời đầy sao lung linh và một cảnh quan đầy màu sắc và động lực. Starry Night được xem là một trong những tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng nhất của thế kỷ 19 và đã trở thành biểu tượng cho sự sáng tạo và tài năng của Van Gogh. Để hiểu rõ hơn về bức tranh này, các bạn có thể xem video phân tích tác phẩm trước đây của kênh tại đây. Bức tranh thứ hai các bạn không thể bỏ qua đó chính là những bức tranh hoa súng, Water Lilies, của danh họa người Pháp Claude Monet. Các bức tranh này được hoàn thành vào đầu thế kỷ 20 và miêu tả các chiếc lá hoa súng nở trên mặt nước trong vườn của Monet tại Giverny. Monet đã sử dụng kỹ thuật của mình để tái hiện chân thực và tinh tế những cảm xúc tĩnh lặng và sự thanh tịnh của vườn nước. Water Lilies là một trong những tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng nhất của Monet và đã trở thành biểu tượng cho trường phái hội họa ấn tượng của Pháp. Ngoài ra, các bạn còn được chiêm ngưỡng nhiều tác phẩm nổi tiếng trong dòng nghệ thuật hiện đại và hậu hiện đại đã được kênh giới thiệu trong một video trước. Tóm lại, Bảo tàng MoMA New York là một trong những điểm đến nghệ thuật đáng chú ý nhất trên thế giới, nơi tập trung những tác phẩm nghệ thuật đương đại quan trọng nhất của thế kỷ 20 và 21. Nơi đây không chỉ là điểm đến của những người yêu nghệ thuật, mà còn là một nguồn cảm hứng và truyền cảm hứng cho các nghệ sĩ trẻ và các tín đồ của nghệ thuật đương đại.